Đây là trận đấu trường thứ 7 của kỳ 189, là trận đấu giữa hai tay vợt Lê Quang Cảnh, tức là Bình Rồi, và Lê Quý Dương. Trận này Bình chấp Dương 202. Trận đấu sẽ hứa hẹn nhiều pha bóng rất là hay. Ba một. Ba hai. Ba đều. Thân pháp của Lê Quang Cảnh rất là nhanh. Năm đều. Hai quả giao bóng lên điểm trực tiếp. Sáu năm. Năm bảy. Tám sáu. Tám bảy. Đây xuống. Bảy chín. Bảy mười. Mười tám. Mười một tám, xếp một cho Bình. Tỷ số Bình đang dẫn trước 1-0. Sang đấu thứ hai, Dương đã bóng trước. Sang này đánh đầu. Không đều. Hai không. Hai một. Một ba. Một bốn. Bốn hai.
sàng chào bóng và chào bóng này Lê Quý Dương bị ba quân quả từ nãy giờ. Hai sáu bảy ba bảy bốn bốn tám mười bốn mười một bốn thì số bây giờ đang là 2-0 như về cho Bình. Xét đấu thứ ba, Bình vào bóng trước 0-2. Trái Dương phải ép trái thì mới được đưa thẳng giữa bàn, với lại thế là hầu như là Bình đánh rất tốt chiến thuật của hai ba. Bốn ba ba bốn bốn đều Thank you.
900. Chín sáu sáu mười bảy mười mười tám. Em chọn một quả chữ Y, quả chữ Y dài bằng 10-18, như vậy tỷ số bây giờ là 3-0 nghiêng về cho Lê Quang Cảnh. Set 4, chúng ta hãy xem liệu Lê Quý Dương có thể vượt qua được set này hay không. Quả chốt lóc vừa rồi là bóng rất nặng, nhưng mà Bình Lê Quang Cảnh lại nhào lên đánh từ bi, đánh địa điểm không có xoáy cao nhất của bóng. Hai không ba không không bốn. Một bốn. Bốn hai. Năm hai. Ba sáu bảy ba. Tám sáu. Mười đều.
rất tự tin đánh bóng. Người người một đều vào, vẫn còn nhiều ẩn số. Liệu có một set hay không? Wow! Mười một mười hai. Rất hay. Và Lê Phi Dương đã có set thắng đầu tiên. Tỷ số bây giờ đã là 3-1. Gọi là có chút đường hướng. Bây giờ set đấu thứ 5 là set chấp 2. Lại là một cái cơ hội cho Lê Phi Dương. 0-3. Không. Năm không. Rất ưu thế rồi, liệu có kiếm thêm được sức nữa hay không? Ôi trời, vừa nói xong. 4-5. Xoáy. Sáu hai. Cơ hội rất lớn cho Lê Quý Dương ở set này. 9-4.
đấu thắng thứ hai cho tay vợt kèo dưới là Kiên Dương. Vậy vì tỷ số bây giờ đã được rút ngắn lại là 3-2. Và set thứ 6 sẽ là một set đánh đồng banh. Đây một cửa ải rất là khó. Nếu mà qua được Quý Dương mà qua được ải này thì khả năng có nhiều ưu thế về mặt tinh thần ở set 7. Chúng ta hãy xem. Rất khó, một ải rất khó, không phải dễ. Không có tí nào dễ dàng. Bây giờ là set đấu thứ 6. Chúng ta cùng theo dõi. Đây là set đánh đồng banh. À, mở màn khá tốt cho Lê Quý Dương. 0-2, Bình giờ đổi giao bóng, Bình giao bóng. Quả này rất là hay. Chuỗi dài và thấp. Dương bị thua và giao bóng hơi nhiều. Hai đều. Hai ba. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-2 cho Lê Quang Cảnh.